Nhưng nhân cha và con và thánh thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hiệp dân thánh lễ hôm nay chúng ta hiệp thông cùng với hội dòng con Đức Mẹ Hồng Cường chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa đã ban xuống cho hội dòng, cách đặc biệt cho có những chị em sẽ duyên khấn lần đầu như những chị em sẽ duyên khấn trọn đời bước theo chân Đức Kitô, đáp lại tiếng gọi mời thiết tha của Chúa. Chúng ta cũng cùng với các chị em các bà mừng lễ kỷ niệm khấn dòng hôm nay được. Xin Chúa ban cho các chị em được vững bước trong tình thương của Chúa để có thể càng ngày càng sống cách sung mãn hơn trong ơn gọi và sứ vụ của mình, để làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa và góp phần xây dựng hội thánh và phục vụ các linh hồn. Với những tâm tình ước nguyện ấy, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm thiếu sót của mình và nài xin Chúa thứ tha để chúng ta được bớt bất xứng mà hiệp dân thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã ban tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lời tài tôi nói rằng vì thầy tôi
Chúa là đấng ân, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho hồng ân bi tinh thanh tẩy khơi dậy tâm trong tâm hồn các tu sĩ sắp tuyên khấn đây, chỉ nguyện theo chân Đức Kitô và gắn bó với Người. Xin ban ơn cho họ sống theo tin mừng cách quyên liệt hơn, hầu làm cho giáo hội ngày càng trở nên thanh thiện và hăng say làm việc tông đồ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel một giao ước mới, một giao ước làm cho dân này vĩnh viễn là dân riêng của Chúa. Mặc dù họ bất trung, phản bội và hủy bỏ giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với cha ông họ, ngôn sứ Giê-rê-mi-a diễn tả tình thương của Thiên Chúa là một tình yêu nhưng không và trường tồn. Kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Này sẽ đến những ngày, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giu-đa một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng. Ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập, chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dù ta là chúa tể của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Đức Chúa phán thế này: Đấng cho mặt trời soi sáng ban ngày, đặt trăng sao soi sáng ban đêm, Đấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét, danh Người là Đức Chúa các đạo binh. Các quy luật ấy có suy xuyển trước mặt ta, sấm ngôn của Đức Chúa, thì Israel mới là một dân tộc trường tồn trước mặt ta. Đức Chúa phán thế này: Nếu ai đo được các tầng trời ở trên cao và dò thấu nền tảng trái đất ở phía dưới, thì ta sẽ từ bỏ tất cả dòng dõi Israel vì mọi việc chúng đã làm. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Một
mình Chúa con mãi đợi trông, một mình Chúa con luôn khát mong. Tâm hồn con tháng năm mỏi mòn như đất đai khô cằn trong trời mưa rơi. Lòng con mong chiêm ngưỡng thần nhan, được nhìn thấy vinh quang Chúa thôi. Ân tình Chúa quý hơn sinh mạng, con muốn ca vang lời chúc tụng ngợi khen. Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao ngợi. Ngợi khen Chúa trong suốt đời con, thầm kêu khấn Chúa thương xót luôn. Đây hồn con sướng vui ngập tràn, nó thoa trong muôn vàn ân lộc Thiên Chúa. Ra tay thương cứu trợ con, để con vui trong ân nghĩa Ngài. Linh hồn con bám thân vào Ngài, mãi mãi không u hoài chẳng gì nhạt phai. Từ trong ý định yêu thương của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta được dựng nên và được kêu gọi để trở nên những của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Bài trích thơ Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma hôm nay sẽ là một lời nhắc nhở đầy yêu thương về những ơn gọi đặc biệt mà chúng ta được đón nhận từ Thiên Chúa. Xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi xin nói với từng người trong anh em, đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho, cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát
thì phải chân thành, ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm, ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành, không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Kính thưa toàn thể cộng đoàn, đoàn tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã trân trọng mời gọi các môn đệ của Ngài. Chắc chắn lời đó cũng ngỏ với tất cả chúng ta hôm nay nữa. Hãy sống trong tình yêu của Ngài. Sống trong tình yêu của Ngài, nó không chỉ là cái chuyện chúng ta nối kết cái sự yêu thương, cái tương giao giữa mình với Chúa Giêsu không mà thôi, nhưng mà Ngài còn khai mở cho chúng ta hiểu nó đã có một cái nguồn mạch tình yêu là từ chính Thiên Chúa, từ cõi đời đời, là Chúa Cha, Cha của chính Chúa Giêsu nữa. Tình yêu đó là thế nào? Có lẽ bài đọc thứ nhất trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã vén mở cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa là Cha chúng ta, đó là một tình yêu vĩnh cửu, nghĩa là nó phát xuất từ đời đời và nó tồn tại mãi cho đến muôn đời. Nó tồn tại ở trong cái sự rộng mở để yêu thương với tất cả lòng bao dung nhân hậu của Ngài. Như Giê-rê-mi-a đã diễn tả, tình yêu đó là một tình yêu không bao giờ thay đổi, dẫu cho cái đối tượng mà mình yêu thương đó nó có phản bội, nó có bất trung, nó bất xứng, thì tình yêu đó vẫn là một tình yêu không bao giờ đổi thay. Và có thể nói càng đối diện với những bất xứng, bất trung của kẻ mà mình yêu đó, thì tình yêu đó càng tỏ lộ ra cái nét cao cả của lòng thương xót, của sự hải hà bao dung trường tồn. Đó chính là tình yêu của một Thiên Chúa. Ngài yêu, yêu con người chúng ta, yêu không có điều kiện, yêu một cách vô vị lợi, nghĩa là không phải đợi chúng ta dễ yêu thì Ngài mới yêu, nhưng mà Ngài yêu chúng ta bất chấp chúng ta có yêu Ngài có xứng đáng hay không. Và Ngài yêu vì Ngài là tình yêu. Và khi yêu, Ngài cũng muốn cho chúng ta được hạnh phúc, muốn cho chúng ta được lớn lên, muốn cho chúng ta được sum họp trong tình yêu đó. Cho nên đó mới là tình yêu mà Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta. Ngài nói như Cha đã yêu mến Thầy thì Thầy cũng yêu mến anh em. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Điều đó Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng có một cái nguồn mạch phát xuất, một dòng chảy yêu thương từ Thiên Chúa là Cha, từ Đấng được định nghĩa là tình yêu, là lòng thương xót, thì tình yêu đó tuôn chảy qua Chúa Giêsu. Ngài cũng muốn cho tình yêu đó được tiếp nối đến chúng ta và mời gọi chúng ta hãy thông dự vào trong tình yêu đó để cho chúng ta được sống dồi dào trong hạnh phúc vô biên, vĩnh cửu của Thiên Chúa. Và để chúng ta trở thành những chứng nhân cho tình yêu đó bằng một cuộc sống cũng biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu cũng đã giải thích cho chúng ta rằng như Chúa Cha đã yêu mến Ngài thì Ngài cũng đã yêu mến chúng ta. Và Ngài mời gọi chúng ta hãy ở trong tình yêu của Ngài như là Ngài đã ở trong tình yêu của Chúa Cha. Và cái điều kiện để được ở trong tình yêu của Chúa Cha cũng như ở trong tình yêu của Chúa Giêsu là tuân giữ giới răn của Thiên Chúa. Cách chung, giới răn của một Đấng được định nghĩa là tình yêu, Đấng mang cái bản chất và mang một cái sức sống hoạt động của tình yêu. Cho nên Chúa Giêsu đã tuân giữ giới răn yêu thương, làm theo ý muốn, theo cái cách sống của Chúa Cha, để Ngài được ở trong tình yêu của Chúa Cha, thì Ngài cũng muốn chúng ta đi vào trong cái quỹ đạo, đi vào trong cái dòng chảy yêu thương đó, để cho chúng ta được ở trong tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, để cho niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn, được nên dồi dào hơn. Và tình yêu đó chính là tình yêu
như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, yêu đến mức độ hiến mạng sống mình vì chúng ta. Và Ngài cho đó là một tình yêu cao quý nhất, hơn tất cả mọi tình yêu. Bởi lẽ ở đời có lẽ chúng ta cũng nhìn thấy biết bao nhiêu những kinh nghiệm của yêu thương, của những con người cần tình yêu thương, có nhu cầu để được yêu và cũng để yêu thương nữa. Thế nhưng mà rồi tình yêu mà nó không giống cái kiểu của Chúa Giêsu, không giống kiểu của Thiên Chúa Cha, đó là một tình yêu nhiều khi người ta đòi hỏi điều kiện và nó không có tính vô vị lợi đâu. Yêu, tôi yêu mà biết đáp lại tình yêu, biết tỏ ra xứng đáng với tình yêu thì tốt, nhưng nếu không là cắt đứt, là nghỉ chơi và có khi là trả thù. Đó chính là cái điều mà Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta. Bởi lẽ nếu yêu theo kiểu trần đời chứ không yêu theo kiểu Chúa Giêsu hay là kiểu của Thiên Chúa là Cha thì tình yêu đó sẽ gây ra không biết bao nhiêu xáo trộn ở trong trần thế này, biết bao nhiêu những cái cảnh thương tâm mà có khi vì người ta nhân danh yêu thương để người ta đối xử với nhau như vậy đó. Cho nên Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy lưu lại, hãy sống trong tình yêu của Ngài, hãy yêu như Ngài đã yêu để làm cho con người chúng ta được xứng đáng là con cái của Thiên Chúa là Cha yêu thương, là người đã được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu, và để nhờ đó mà chúng ta có thể được sống dồi dào, được sống hạnh phúc. Dĩ nhiên yêu thiên như vậy cũng đòi hỏi chúng ta không phải chỉ có một cái mối tương giao với Thiên Chúa là Cha hay với Chúa Giêsu không mà thôi, còn tình yêu đó còn phải mở ra cho chúng ta, mở lòng của chúng ta ra cho anh chị em của mình là con cái Chúa, là hiện thân của Đức Kitô, và những con người đó là những con người mà luôn luôn có cái liên hệ với chúng ta, liên hệ không phải chỉ trong gia đình của Thiên Chúa là Cha, như anh em của nhau, cùng là con một Cha là Thiên Chúa, mà còn có một cái liên hệ sâu thẳm hơn, bền chặt hơn, như Đức Kitô đã nối kết chúng ta lại để chúng ta trở thành chi thể của Ngài. Để rồi mỗi một chi thể này nó gắn kết với chi thể kia, nó có liên hệ và nó có trách nhiệm đối với toàn thân nói chung và đối với những chi thể khác nữa. Cho nên như Thánh Phaolô qua thư Ngài gửi cho tín hữu Roma, để chúng ta thấy được cái điều quan trọng đó. Chúng ta được mời gọi để sống trong tình yêu của Đức Giêsu là bởi vì chúng ta được chính Thiên Chúa là Cha yêu thương, được chính Chúa Giêsu yêu mến chúng ta, và ở trong sự liên kết với Ngài chúng ta cũng được hưởng cách này cách khác, mức độ này mức độ khác, những tình yêu mà các phần chi thể khác được liên kết với chính Đức Kitô là đầu trong thân mình mầu nhiệm của Ngài. Chúng ta được hưởng tình yêu đó, cho nên chúng ta cũng có trách nhiệm để sống đáp ứng và chu toàn cái trách nhiệm phục vụ vì tình yêu thương của mình đối với những anh chị em của mình, cũng là những phần chi thể khác của Đức Kitô. Cho nên lời mời gọi đó cũng thúc đẩy chúng ta sống hằng ngày trong đời sống của mình, dù chúng ta ở vai trò vị trí nào, mà dĩ nhiên cách đặc biệt đối với những người sống đời thánh hiến như các chị em sẽ tuyên khấn lần đầu hay tuyên khấn trọn đời hôm nay. Các chị em được mời gọi ý thức rằng mình như là những người được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn thánh hiến, cho nên chúng ta phải sống một cách xứng đáng hơn, sống một cách phù hợp với Thiên Chúa là Cha chúng ta và với Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được mời gọi sống ở trong tình yêu của Thiên Chúa, của chính Đức Kitô. Tình yêu đó phải thúc đẩy chúng ta phải dùng những khả năng, dùng những ơn mà Chúa ban cho chúng ta kèm theo lời mời gọi của Ngài, để chúng ta biết dùng nó mà phục vụ anh chị em của mình, để sống trong tình yêu đó. Một tình yêu luôn
gắn kết với nguồn mạch của Thiên Chúa là tình yêu, theo gương mẫu của Thiên Chúa là Cha, theo cái kiểu mẫu tuyệt vời của một tình yêu tuyệt hảo ở nơi Đức Giêsu Kitô. Và vì cái nhu cầu nối kết của chúng ta với nhau trong tình yêu của Chúa, cái nhu cầu đó chúng ta phải ở lại trong tình yêu của đó. Nếu như một phần chi thể mà không có gắn liền với các phần chi thể khác và không liên kết chặt chẽ với thân mình, thì phần chi thể đó sẽ không thể tồn tại, là ít là nó không thể phát triển được. Cho nên tất cả những điều đó luôn thúc đẩy và mời gọi, hay đúng hơn là đòi buộc chúng ta phải sống yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Yêu thương để nhớ rằng nguồn mạch tình yêu của chúng ta, kiểu mẫu yêu thương của chúng ta và đòi hỏi yêu thương của chúng ta, nó phải thúc đẩy để cho chúng ta sống hằng ngày trong cuộc đời, nhất là trong một thế giới, trong một bối cảnh xã hội mà ngày hôm nay lại người ta cảm thấy sống cái nhu cầu theo cái nhu cầu riêng của mình, trong sự ích kỷ riêng tư của mình, chứ không phải phát nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa là Cha, cũng không theo cái gương mẫu của Đức Kitô. Cho nên mình thấy ở trong xã hội này, người ta chỉ tìm những cái lợi nhuận, người ta sẵn sàng gian dối, người ta sẵn sàng tranh giành những ảnh hưởng, những quyền lợi, bất chấp những đau khổ, và có khi quên rằng trong những cái cách sống mà thiếu yêu thương, không giống Đức Kitô, không phù hợp với Thiên Chúa là tình yêu, nó sẽ dẫn tới những cái chết, dẫn tới những cái đau khổ cho mình và cho người khác. Để chúng ta thấy ngày hôm nay, có khi không đợi, không tìm ở đâu xa đó, nhan nhản ở trong cuộc sống của mình gần gũi đây, bao nhiêu cái điều tai hại xảy ra, bao nhiêu những cái điều mà nếu như chúng ta truy nguyên nó, có lẽ cũng phải hiểu dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay rằng những cái cách yêu thương, cái cách sống đó, hay đúng hơn là những cái cách sống thiếu yêu thương đó, bởi vì nó khác Thiên Chúa lắm, nó không có phát nguồn từ Thiên Chúa, nó không có ăn hợp gì với Đức Giêsu, nó không có một ý thức trách nhiệm, cho nên người ta đưa mình vào trong những cái bất ổn đó. Hôm qua tôi đọc một cái bài viết, kể là một cái kinh nghiệm được chua xót từ ở một phòng cấp cứu bệnh viện kia. Một bác sĩ kể lại rằng ở tại một cái cửa hàng bán trái cây mà được gọi là bán trái cây ngoại quốc á, thì những trái cây thì từ Trung Quốc thì đưa vào có lẽ là cũng là ngoại quốc, đưa về đó rồi người ta dán nhãn là New Zealand, là Úc, là Mỹ, là Pháp. Sau khi người ta đã cho nó qua những cái hóa chất để vừa giữ nó tươi được lâu mà có khi có những cái kết quả khác nữa. Bình thường thì ông chồng vẫn lo cái chuyện mua bán, bà vợ thì chỉ vì cơm nước nội trợ ở nhà thôi, ít có lo. Nhưng mà một hôm vì có một chuyện đột xuất ở bên ngoài cho nên người chồng phải chạy đi lo việc đó. Thế là khách đến, bà vợ phải ra thay thế chồng của mình để bán trái cây. Và vì trái cây người mua nó ta mua nhiều quá, nó hơn cả cái số hàng được đặt ở trên sạp, cho nên người vợ phải chạy vô trong nhà để đến một cái hồ ngâm hóa chất, trái cây được ngâm hóa chất rồi cho nó tươi hơn, tốt hơn, dễ bán hơn. Thì người ta tranh thủ và đưa tay vào hốt trái cây, thay vì người ta lấy vợt để người ta vớt lên. Vì chị ta đâu có hiểu những cái kinh nghiệm trong khi làm, những lần kia thì chồng làm cả thôi, hôm nay thì đột xuất chị phải lăn xả vào để làm. Thì không có ngờ chị lấy trái cây bán cho khách, rồi sau đó đến trưa thì thấy hai bàn tay nó đỏ lên, và sau đó thì nó biến sắc, nó tím bầm lại, và đến tối thì phải đưa đi nhà thương. Và sau khi bác sĩ khám nghiệm với tình hình thực tế thì đã tranh thủ quyết định là tranh thủ
giải phẫu, cắt hai cái bàn tay đó ra để bảo đảm giữ, cứu được mạng sống của chị đó. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ trong cái kinh nghiệm đó người ta đọc thấy rằng không có yêu thương người khác, không có yêu thương kiểu giống Chúa Giê-xu đó, không có yêu thương vì Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, chỉ muốn yêu thương người khác mà người ta chỉ muốn yêu mình. Bất chấp mọi thứ, bất chấp những nguy hiểm, đau khổ và chết chóc của người khác, để mong làm sao cho mình được mọi cái lợi lộc. Và cuối cùng tưởng đâu là nó sẽ ổn cho mình được dài lâu, nào ngờ phải trả một cái giá. Và có lẽ ai cũng cảm thấy rằng đó là một cái giá thật đắt. Lạy Chúa Giê-xu ngày hôm nay khi Ngài mời gọi chúng ta hãy yêu thương như là Thầy đã yêu thương, hãy ở lại trong tình yêu của Ngài và yêu thương phục vụ người khác như chính bản, hơn chính bản thân của mình nữa, thì đã dám hiến mạng sống mình vì tình yêu. Ngài mời gọi chúng ta là vì Ngài muốn chúng ta sống, Ngài không muốn chúng ta phải chết, hay không muốn chúng ta trở thành kẻ sát nhân, không muốn chúng ta lẻ loi ở bên ngoài. Cho nên Ngài mời gọi và đòi hỏi thiết tha, kêu mời chúng ta thực hiện sống điều đó để được ở trong tình yêu của Chúa. Lời này chắc chắn có giá trị đối với tất cả các chị em sống đời thánh hiến, nhất là những chị em hôm nay tuyên khấn sống theo Đức Kitô, lẽ càng phải coi đây là một lời mời gọi cho riêng chính mình. Ước mong sao cái tâm tình thiết tha của Chúa Giê-xu và cái nguồn mạch tình yêu từ Thiên Chúa là Cha, cũng như cái mối tương giao mà Thiên Chúa đã thương đặt chúng ta vào trong đời sống này, cũng phải thúc đẩy giúp chúng ta xác tín hơn vào cái nhu cầu và cái trách nhiệm mình phải ở lại trong tình yêu của Chúa. Hãy yêu như Chúa Giê-xu đã yêu, yêu với một tình yêu xứng hợp, đúng đắn, và để biết vận dụng tất cả những gì mà do tình yêu Chúa đã ban cho mình để phục vụ, để rồi cuộc đời của chúng ta được trở nên ổn định hơn, vui, có niềm vui trọn đầy, sung mãn và dài lâu hơn, và đồng thời cũng có thể giúp chúng ta có năng lực góp phần mình để diễn tả tình yêu của Chúa, kéo dài tình yêu của Chúa và mở rộng nó ra cho thế giới này, cho những con người mà Chúa đã dựng nên để được sống trong yêu thương. Amen. Nghi thức tuyên khấn. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây là nghi thức tuyên khấn lần đầu của các chị thuộc hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Nghi thức gồm 5 phần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, xướng danh, thẩm vấn, tuyên khấn, trao phù hiệu khấn dòng, khăn lúc và sách hiến pháp của hội dòng. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Nghi thức được bắt đầu với lời khẩn nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Kính xin Đức Cha, Quý Cha và toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho các khấn sinh biết tín thác cậy trông vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa và biết đón nhận dồi dào hồng ân của Chúa Thánh Thần. Kính mời cộng đoàn quỳ. Người là lễ của Chúa.
xướng danh. Kính mời cộng đoàn ngồi. Khấn dòng là bày tỏ ước muốn thuộc trọn về Thiên Chúa, bước theo Đức Kitô và triệt để sống tin mừng của Ngài. Do đó, lời khấn phải được nói lên cách công khai và được Hội Thánh chuẩn nhận. Chị phụ trách tập viện sẽ gọi các tập sinh đến trước Đức Giám mục chủ sự để Ngài thẩm vấn về ý định cuối cùng trước khi tuyên khấn. Xin mời chị phụ trách tập viện. Trọng kính Đức Cha Giuse, con xin giới thiệu các chị sẽ tuyên khấn lần đầu trong thánh lễ hôm nay. Chị Mary Banabe Đỗ Thị Hà Ly. Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Chị Marie Boniface Nguyễn Thị Hoàn Hảo. Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Chúng con xin Chúa thương chúng con và cho chúng con gia nhập hội dòng con Đức Mẹ Phú Cường này. Thẩm vấn. Khấn dòng là một việc làm tình nguyện và hoàn toàn tự do. Vì thế, một lần nữa, Đức Giám mục trắc nghiệm lại ý muốn của các tập sinh. Các con thân mến, các con đã được nước và thánh thần thánh hiến cho Thiên Chúa. Các con có muốn kết hiệp với người cách chặt chẽ hơn bằng một danh hiệu mới do việc khấn dòng không? Thưa con muốn. Để được hoàn toàn theo Chúa Kitô, các con có muốn giữ đức thanh khiết vì nước trời, tự ý nắm giữ đức khó nghèo và lấy đức vâng phục làm của lễ dâng lên Thiên Chúa không? Thưa con muốn. Xin Thiên Chúa toàn năng đoái thương ban ơn thánh của Người cho các con. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đài xin Chúa đoái nhìn đến các nữ tỳ Chúa đây. Hôm nay trước mặt hội thánh, họ không giữ các lời khuyên phúc âm mà cố gắng bước theo con Chúa. Xin thương cho đời sống của các nữ tỳ Chúa làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Tuyên khấn. Giây phút quyết định đã đến. Các tập sinh mạnh dạn lần lượt tiến lên đọc lời tuyên khấn, dâng mình làm của lễ cho tình yêu Chúa, tận hiến cuộc đời phụng sự Thiên Chúa, phục vụ tha nhân dưới danh hiệu con Đức Mẹ. Các chị khấn với Chúa, sống theo hiến pháp và nội quy của hội dòng. Trong tay chị tổng phụ trách trước sự chứng giám của Đức Giám mục đại diện hội thánh. Xin kính mời chị tổng phụ trách tiến lên nhận lời khấn.
Con là Mary Barnabe, Đỗ Thị Hà Ly. Trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, con tự nguyện bước theo sát Chúa Kitô để hiến thân trọn vẹn đời con cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đấng bản quyền giáo phận và toàn thể cộng đoàn, trong tay chị Tổng phụ trách Mary Ritina Vũ Thị Mơ, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vong phục một năm theo hiến pháp và nội quy dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria và các thánh, con xin ơn trung thành với giao ước thánh hiến. Từ đây, con tận tâm phó thác cho gia đình hội dòng này, để cùng với chị em, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo hơn trong khi phục sự Thiên Chúa và hội thánh. Khấn dòng là một giao ước, một lời đoan thệ. Vì thế, sau khi đọc lời khấn, tân khấn sinh ký tên vào bản khấn, sổ khấn để lưu lại trong hội dòng. Con là Marie Boniface Nguyễn Thị Hoàng Hảo. Trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, con tưởng nguyện bước theo sát Chúa Kitô để hiến thân trọn vẹn đời con cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đấng bản quyền giáo phận và toàn thể cộng đoàn, trong tay chị Tổng phụ trách Marie Christina Vũ Thị Mơ, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục một năm theo hiến pháp và nội quy dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria và các thánh, con xin ơn trung thành với giao ước thánh hiến. Từ đây, con tận tâm phó thác cho gia đình hội dòng này, để cùng với chị em, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo hơn trong khi phụng sự Thiên Chúa và hội thánh. Trao phù hiệu khấn dòng, trao lúc, lời nguyện làm phép lúc, xin kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa, xin đoái thương giáng phúc trên những khăn lúc mà các khấn sinh sẽ đội trên đầu như dấu chỉ thuộc về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời cộng đoàn ngồi. Theo Công đồng Vatican II, tu phục là dấu chỉ biểu hiện cho đời tận hiến. Và theo Thánh Phaolô, khăn lúc đội đầu là dấu chỉ tuân phục của mình. Các con hãy nhận khăn lúc này như dấu chỉ các con hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ hội thánh.
trao sách hiến pháp. Người tu sĩ muốn sống bền độ và thăng tiến trong đức ái hoàn hảo, cần phải tuân theo hiến pháp và nội quy của hội dòng, vì đó là kim chỉ nam sống, là ngọn đuốc soi đường, giúp tìm hiểu và thực thi thánh ý Chúa. Các con hãy nhận sách hiến pháp của hội dòng con Đức Mẹ Phú Cường và hãy lấy cả đời sống mà chứng tỏ điều các con đã chuyên cần học hỏi. Nghi thức tuyên khấn lần đầu kết thúc. Nghi thức khấn tròn. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây là nghi thức khấn tròn của các chị thuộc hội dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Nghi thức gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức tuyên khấn, nghi thức diễn nghĩa. Nghi thức mở đầu. Chị phụ trách học viện sẽ giới thiệu các khấn sinh và đức giám mục sẽ thẩm vấn các chị. Xin mời chị phụ trách học viện. Trọng kính Đức Cha, con xin giới thiệu các khấn sinh sẽ tuyên khấn trọn đời hôm nay. Chị Marie Robert Nguyễn Thị Thanh Mai. Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Chị Marie Rita Nguyễn Thị Mộng Kiều. Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Chị Marie Rosa Phạm Thị Ngọc Hà. Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Chị Marie Romuyen Phan Đặng Tố Oanh. Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Chị Marie Raphael Phạm Thị Mỹ Hạnh. Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Chị Marie Regina Nguyễn Thị Huyền. Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Chúng con là những người theo chân bạn Thánh là Đức Kitô. Chúng con xin được bền đỗ trong hội dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Ơn Chúa. Thẩm vấn. Các con thân mến, nhờ phép rửa tội, các con đã chết cho tội lỗi, được thánh hiến cho Thiên Chúa. Các con có muốn tự hiến cho Thiên Chúa cách mật thiết hơn bằng lời khấn trọn đời không? Thưa con muốn. Các con có muốn nhờ ơn Chúa phù giúp, tuân giữ trọn đời nếp sống khiết tịnh, nghèo khó và vân phục mà Chúa Kitô và Mẹ Người đã chọn không? Thưa con muốn. Các con có muốn tha thiết sống theo tin mừng, tuân giữ hiến pháp và nội quy để cố gắng kiên trì và vững vàng đạt tới đức ái cách hoàn hảo đối với Thiên Chúa và tha nhân không? Thưa con muốn. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã khơi dậy ý muốn tốt lành nơi các con,
cũng hoàn thành việc ấy cho tới ngày Đức Kitô ngự đến. Amen. Kinh cầu các thánh, kính mời cộng đoàn đứng. Xin cộng đoàn chúng ta hiệp ý tha thiết nài xin các thánh truyền cầu cho các chị trong giây phút trọng đại này. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Cha đấng ban phát mọi ơn lành lời cầu nguyện thiết tha, xin Chúa thương xót và củng cố quyết định mà Chúa đã đói thương gợi lên trong các nữ tỳ Chúa đây. Mời cộng đoàn quỳ, các khấn sinh phù phục. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh nữ Maria Madalena. Lạy Chúa, Chúa
phạm tội lỗi. Xin Chúa cầu chữa chúng con, khỏi che hết muôn đời. Xin Chúa cầu chữa chúng con, vì mầu nhiệm Chúa. Chúa Thánh Thần xuống. Xin Chúa cầu chữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương cai trị cùng gìn giữ. Trận hồi thân trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phù hùng vũ trụ. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con đài xin Chúa nhậm lời dân Chúa khẩn cầu, ban ơn bởi trời xuống dọn lòng các tôi tớ Chúa, để lửa Chúa Thánh Thần tinh luyện các tâm hồn đã hiến dâng cho Chúa, khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và làm bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nghi thức tuyên khấn. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Tuyên khấn là hành vi trọng đại và dứt khoát. Giây phút quyết định đã đến sau bao ngày tháng chờ đợi trong nguyện cầu. Nhờ ơn Chúa và nỗ lực của bản thân, khát vọng thuộc trọn về Chúa giờ đây được toại nguyện. Các khấn sinh tiến lên long trọng đọc lời tuyên khấn vĩnh viễn thuộc trọn về Đức Kitô để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Kính mời chị Tổng phụ trách lên nhận lời khấn.
Con là Marie Robe Nguyễn Thị Thanh Mai. Trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, con tự nguyện bước theo sát Chúa Kitô để hiến thân trọn vẹn đời con cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, đấng bản quyền giáo phận và toàn thể cộng đoàn, trong tay chị tổng phụ trách Marie Christina Vũ Thị Mơ, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời theo hiến pháp và nội quy dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria và các thánh, con xin ơn trung thành với giao ước thánh hiến. Từ đây, con tận tâm phó thác cho gia đình hội dòng này, để cùng với chị em, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo hơn trong khi phụng sự Thiên Chúa và hội thánh. Vì lời khấn dòng là một giao ước với Thiên Chúa và với hội dòng, sau khi tuyên khấn, tân khấn sinh ký tên vào bản khấn và sổ khấn với tấm lòng phó thác và mến yêu. Con là Marie Rita Nguyễn Thị Mộng Kiều. Trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, con tự nguyện bước theo sát Chúa Kitô để hiến thân trọn vẹn đời con cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, đấng bản quyền giáo phận và toàn thể cộng đoàn, trong tay chị tổng phụ trách Marie Christina Vũ Thị Mơ, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời theo hiến pháp và nội quy dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria và các thánh, con xin ơn trung thành với giao ước thánh hiến. Từ đây, con tận tâm phó thác cho gia đình hội dòng này, để cùng với chị em, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo hơn trong khi phụng sự Thiên Chúa và hội thánh. Con là Marie Rosa Phạm Thị Ngọc Hà. Trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, con tự nguyện bước theo sát Chúa Kitô để hiến thân trọn vẹn đời con cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, đấng bản quyền giáo phận và toàn thể cộng đoàn, trong tay chị tổng phụ trách Marie Christina Vũ Thị Mơ, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời theo hiến pháp và nội quy dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria và các thánh, con xin ơn trung thành với giao ước thánh hiến. Từ đây, con tận tâm phó thác cho gia đình hội dòng này, để cùng với chị em, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo hơn trong khi phụng sự Thiên Chúa và hội thánh. Con là Marie Romoan Phan Đặng Tố Oanh. Trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, con tự nguyện bước theo sát Chúa Kitô để hiến thân trọn vẹn đời con cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em.
trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đấng Bản Quyền Giáo Phận và toàn thể cộng đoàn, trong tay chỉ tổng phụ trách Marie Christina Vũ Thị Mơ, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời theo hiến pháp và nội quy dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria và các thánh, con xin ơn trung thành với giao ước thánh hiến. Từ đây, con tận tâm phó thác cho gia đình hội dòng này, để cùng với chị em, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo hơn trong khi phụng sự Thiên Chúa và hội thánh. Con là Marie Raphael Phạm Thị Mỹ Hạnh. Trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, con tự nguyện bước theo sát Chúa Kitô để hiến thân trọn vẹn đời con cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đấng Bản Quyền Giáo Phận và toàn thể cộng đoàn, trong tay chị tổng phụ trách Marie Christina Vũ Thị Mơ, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời theo hiến pháp và nội quy dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria và các thánh, con xin ơn trung thành với giao ước thánh hiến. Từ đây, con tận tâm phó thác cho gia đình hội dòng này, để cùng với chị em, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo hơn trong khi phụng sự Thiên Chúa và hội thánh. Con là Marie Regina Nguyễn Thị Huyền. Trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, con tự nguyện bước theo sát Chúa Kitô để hiến thân trọn vẹn đời con cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đấng Bản Quyền Giáo Phận và toàn thể cộng đoàn, trong tay chị tổng phụ trách Marie Christina Vũ Thị Mơ, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời theo hiến pháp và nội quy dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria và các thánh, con xin ơn trung thành với giao ước thánh hiến. Từ đây, con tận tâm phó thác cho gia đình hội dòng này, để cùng với chị em, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo hơn trong khi phụng sự Thiên Chúa và hội thánh. Chị tổng phụ trách đại diện cho hội dòng sẽ ký tên chứng nhận vào sổ khấn. Đức Cha Giuse, Đấng Bản Quyền Giáo Phận sẽ ký tên vào sổ khấn, nói lên sự chuẩn nhận của giáo hội với lời tuyên khấn của các chị hôm nay.
lời nguyện chúc long trọng. Xin kính mời cộng đoàn đứng, các khấn sinh quỳ. Lạy Chúa là đấng tác tạo và bảo vệ những quyết định thánh thiện, chúng con phải ca ngợi Chúa cho xứng đáng, vì nhờ ngôi lời và trong Chúa Thánh Thần, Chúa đã hên tình yêu thương và tạo dựng nên gia đình nhân loại. Chúa đã yêu thương loài người cho loài người được liên kết với Chúa, tới mừng trang điểm gia đình nhân loại lộng lẫy như tân đương, nên như hình ảnh của Chúa và ban cho họ sự sống vĩnh cửu. Rồi khi loài người bị ma quỷ mưu mô lừa dối mà dứt bỏ tình nghĩa với Chúa, Chúa cũng không loại trừ họ khỏi khế ước hôn nhân, nhưng đã tỏ lòng thương yêu khôn cùng đối với Noe tôi tớ Chúa và đã tái lập giao ước ban đầu. Sau hên tới thời viên mãn từ gốc Giê-xê, Chúa đã cho đấng trinh nữ xuân hiền. Bởi phép Chúa Thánh Thần và quyền năng Chúa, đấng trinh nữ đã hạ sinh đấng cứu thế mà vẫn còn tinh tuyền. Đấng cứu thế đã sống nghèo khó, khiêm tôn và phụng tùng, trở nên nguyên nhân và gương mẫu cho đời sống thanh thiền. Người đã thiên lập hội thánh như bàn trăm năm, thương yêu đến nỗi thi mạng sông, và thánh hóa hội thánh bằng chính mình máu người. Vì thế, lạy Chúa, Chúa đã khôn ngoan an bài cho con muôn vàn trinh nữ theo chân Đức Kitô, để khi đã trở thành môn đệ người, các trinh nữ ấy đang được nâng lên địa vị người bạn trăm năm. Vậy lạy Chúa là Cha, chúng con khẩn khoản đại xin Chúa ban lửa Thánh Thần xuống trên những con cái Chúa đây, để nuôi dưỡng quyết định nhiệt thành mà Chúa đã khơi lên trong lòng họ. Lạy Chúa, xin làm tỏa rạng nơi các nữ tỳ Chúa ánh sáng tinh tuyền của phép rửa tội và đời sống trong sạch. Xin cho các nữ tỳ Chúa được nhiệt thành yêu mến gắn bó với Chúa, vì đã liên kết với Chúa bằng những lời khấn dòng. Xin cho họ trung tín sống với bàn trăm năm duy nhân là Đức Kitô, biết yêu mến hội thánh là hiền mẫu và hết tình yêu thương mọi người, để nhắc nhở họ về niềm hy vọng hạnh phúc trên trời. Lạy Chúa là Cha chi thánh, xin hướng dẫn và bên đỡ các nữ tỳ Chúa trên đường đời, để sau cùng khi tới trước tòa vua tối cao, các nữ tỳ Chúa không phải kinh ngạc nghe lời nghiêm thẳng của vị thẩm phán, nhưng nghe tiếng bàn trăm năm dịu dàng mời gọi vào dự tiệc cưới trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nghi thức diễn nghĩa. Với lời tuyên khấn, các khấn sinh được gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô trong tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu ấy còn được biểu lộ qua những dấu chỉ của nghi thức diễn nghĩa. Để thuộc trọn về Đức Kitô, các khấn sinh đón nhận chiếc nhẫn từ tay vị đại diện Đức Kitô trao tặng. Đây là dấu chỉ của một giao ước tình yêu vĩnh cửu mà các khấn sinh đã tự nguyện kết ước với Đức Kitô trước mặt hội thánh người. Lời nguyện làm phép nhẫn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương gian phúc trên những chiếc nhẫn này, làm cho chúng trở nên dấu chỉ giao ước tình yêu Chúa đã ký kết với loài người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin kính mời cộng đoàn ngồi trao nhẫn.
Các con hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ giao ước tình yêu các con đã ký kết với Chúa Kitô qua lời khấn trọn đời. Các con hãy giữ trọn lòng trung tín với Người để đáng được nhận vào dự tiệc cưới hoan lạc muôn đời. Tuyên bố nhận khấn sinh. Xin kính mời chị tổng phụ trách. Trọng kính Đức Cha, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn, đại diện cho hội dòng con xin tuyên bố, quý chị vừa tuyên khấn trọn đời đây là thành viên chính thức của hội dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Xin cộng đoàn vỗ tràng pháo tay chúc mừng các tân khấn sinh. Chị tổng phụ trách chúc mừng các tân khấn sinh. Các tân khấn sinh hướng về chào cộng đoàn. Khấn trọn kết thúc, kính mời cộng đoàn tiếp tục dâng thánh lễ. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của các con cái Chúa đây. Họ đã tuyên khấn xong theo những lời phúc âm khuyên dạy. Xin Chúa dụ lòng thương nâng đỡ họ xuống đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lung. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người tựa đóa hoa tinh tuyền sinh ra từ lòng đứng trinh nữ. Người đã từng dạy chúng con rằng ai giữ lòng trong sạch thì thật có phúc. Và nếp sống của người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về đứng khiêm tinh. Người vẫn mong ương làm theo thanh ni và khi vâng lời cho đến chết vì chúng con. Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ tỏa hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha. Người đã dành riêng cho mình những ai vì Cha mà từ bỏ mọi sự dưới đất để phục vụ Cha là đấng uy linh cao cả. Và người bảo đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chung tụng Cha và tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiên đại xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng Thiên Chúa đây, để trở nên mình và mẫu đứng Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộm, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúng tôn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đốt vì các con. Cùng một thế tương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúng tôn và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình, xin ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để vui lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thử hương gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Đất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiền vinh cùng với thánh Barnaba và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyên cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, xin cho hy lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin cho hội thánh Chúa trên đường lư thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô là tôi tớ Cha, cho Đức Cha Giuse theo một giáo phận chúng con, Đức Cha Phêrô và tất cả dân viên của Cha. Lạy Cha, xin thương đến các chị em ngày hôm nay tổng hiến cho Cha, xin làm cho quyết tâm của các chị thêm vững mạnh để các chị bền lòng theo Chúa Kitô không bao giờ trùng bước. Nhờ đó cuộc đời thì các chị sẽ trở nên lời chứng của tiếng mừng và của tình huynh đệ. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nhắn cho gia đình Cha đến sum họp trước tôn nhang, thì xin đoái thương nhận lời chúng con cầu nguyện. Còn những con cái Cha đang tản mát bốn phương trời, xin thương quy tụ tất cả về với Cha. Xin Cha hãy thương đến anh chị em chúng con đã đi trần và mọi nơi, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vẫn thân bằng quyến thuộc chúng con đẹp sống đẹp lòng Cha mà nay đã liệt gọi về. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha độc ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Thư Thế và theo Thầy Thánh Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong lòng thương lưu dung, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi tiên đoan. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoan thương ban cho Hội Thánh được bình an và học theo theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Thank you.
rồi hôm nào đây Chúa đã thương con cho con sống sót. Công đồng Vatican II đã minh định điều này.
được trao bao nhiêu phương tiện cứu độ dồi dào và cao quý như thế. Tất cả các Kitô hữu, dù sống trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, cũng được Chúa kêu gọi mỗi người một cách vươn tới sự thánh thiện trọn hảo như chính Chúa Cha là đấng trọn lành. Trọng kính Đức Cha, trong niềm vui tạ ơn Chúa vì mọi sự trong ý định ngàn đời yêu thương của Thiên Chúa và sự dìu dắt của mẹ Maria, hôm nay ngày ghi dấu ấn hồng ân thánh hiến của tám chị em trong một dòng chúng con, chị em vừa tuyên khấn với Thiên Chúa dâng hiến đời mình phục sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân theo đặc sủng và linh đạo của hồng dòng, một bậc sống, một ơn gọi mà chính Chúa kêu gọi những người Ngài muốn. Chúa muốn chúng con sống chính giá, sống đức tin, thi hành sứ mạng đức tin trong ơn gọi đặc thù của mình và nên thánh bằng cách sống những cam kết với tất cả tình yêu và niềm vui. Con xin thay lời cho toàn thể chị em gia đình hộ dòng con Đức Mẹ nói lên tâm tình tri ân cảm tạ của chúng con. Hội dòng chúng con xin tri ân Đức Cha đã dâng lễ và cầu nguyện cho chúng con trong ngày hồng phúc này. Chúng con ý thức lời mời gọi khởi đi từ Thiên Chúa, nhưng cũng được thúc đẩy thi hành nơi vị mục tử đấng bản quyền của hội dòng. Sự hiện diện của Đức Cha hôm nay như một sự khích lệ, nâng đỡ, một nguồn trợ lực tinh thần thúc đẩy chúng con thi hành sứ mạng Chúa trao. Chúng con đón nhận được niềm vui ơn Chúa qua việc Đức Cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Chúng con cầu nguyện nhiều cho Đức Cha, kính chúc Đức Cha tràn đầy niềm vui, ân sủng và bình an. Chúng con tri ân quý Cha đồng tế đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các thánh sinh và chia sẻ niềm vui ơn Chúa với hộ dòng chúng con. Chúng con cảm nhận được sự khích lệ và tâm tình hiệp thông qua sự hiện diện của quý Cha. Chúng con tin ơn lành của Chúa tuôn đổ xuống trên quý Cha và trên chúng con qua chính sự hiệp thông này. Cách riêng, hội dòng chúng con chân thành tri ân quý Cha sở của quý chị em vừa tuyên khấn. Nhờ sự nhiệt tâm vun trồng ơn gọi từ quý Cha đã khơi lên ý hướng tu trì trong tâm hồn chị em. Những mầm non ơn gọi được quý Cha hướng dẫn và cầu nguyện, chị em sẵn sàng dẫn bước theo tiếng mời gọi của Chúa để thi hành sứ mạng Chúa trao. Chúng con chân thành cảm ơn quý Cha, kính chúc quý Cha tràn đầy bình an, niềm vui trong sứ vụ mà quý Cha đang thi hành. Đặc biệt, hội dòng chúng con chân thành tri ân Cha Giuse quản lý giáo phận, Cha sở Anton và quý Cha phó nhà thờ chánh tòa Phú Cường, quý hội đồng giáo xứ cùng quý ban ngành đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ chúng con để thánh lễ hôm nay cử hành trang nghiêm và xuất sắc. Cách riêng hội dòng tri ân Cha Phaolô ban truyền thông giáo phận và tất cả quý anh chị em trong ban truyền thông đã giúp hội dòng chúng con ghi lại những giây phút đáng nhớ của ngày hồng phúc này. Chúng con tri ân quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân thân nhân, quý khách thân hữu xa gần cùng toàn thể cộng đoàn đã đến dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho hội dòng chúng con. Chúng con cảm nhận được sự ấm áp, niềm vui nội tâm và tình liên đới thân thương của những người con cái Chúa. Chúng con tin ơn lành Chúa sẽ đổ xuống trên chúng con và mọi người hiện diện nơi đây. Kính thưa quý ông bà cố của các tân khấn sinh, hội dòng chúng con cảm ơn quý ông bà cố và gia đình của chị em vừa tuyên khấn. Quý ông bà cố và gia đình đã dâng
hiến những người con thân yêu để phục vụ Chúa và Giáo hội qua ơn gọi của hội dòng con Đức Mẹ. Sự hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện mỗi ngày và sự dạy dỗ nâng đỡ của quý ông bà cố đã hình thành nên ơn gọi và nuôi sống tinh thần cho con cái mình để các Giáng sinh có được ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn phúc lành hồn xác xuống trên quý ông bà cố và gia đình của chị em. Tất cả đều bởi ơn Chúa và mọi sự trong thánh ý nhiệm màu yêu thương của Thiên Chúa. Kính xin Đức Cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý cha mẹ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con trung thành với ơn Chúa kêu gọi, trung thành với hồng ân đã lãnh nhận, để biết hiến thân thực thi ý Chúa, nhận ra vị trí và sức mạnh mà Thiên Chúa đã phân định cho mình. Vì mọi công việc tuy là từng người thực hiện, nhưng tất cả chỉ có ý nghĩa và giá trị theo sự điều hướng của Thiên Chúa. Vì thế, dù chúng con có là gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ có ân sủng và tình thương Chúa mới làm nên những điều đáng giá trong cuộc đời. Nguyện xin ban ngôi Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của hiền mẫu Maria, một mạng hội dòng, ban ơn phúc lành hồn xác xuống trên Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi người. Cuối cùng, chúng con kính dâng lên Đức Cha lắm hoa tươi với trọn niềm vui, lòng tri ân và sự kính trọng của chúng con đối với Đức Cha. Xin Đức Cha vui nhận. Chia đây, cộng đoàn chúng con rất hân hoan được nghe những huấn tình của Đức Cha. Mời các thân xin ngồi. Trong niềm vui mừng tạ ơn Thiên Chúa và thánh lễ vừa rồi, hôm nay chúng ta cảm thấy phấn khởi tri ân Thiên Chúa, vì nói gì thì nói, ta làm gì thì làm, thì nguồn mạch mọi điều tốt lành đều bởi ân sủng tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa là điều rất phải lẽ. Thế nhưng cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta cũng khi đón nhận được những ân huệ và sáu chị em khấn vĩnh viễn và hai chị em khấn lần đầu, chúng ta cùng tri ân Hội Thánh và cảm ơn Hội Dòng đã hướng dẫn nâng đỡ để các chị em có được những cái bước mạnh mẽ, bước quyết định trên hành trình nên thánh như Chúa muốn, như Giáo hội kêu gọi. Nhưng chúng ta cũng không quên chị Tổng rồi đại diện Hội Dòng để cảm ơn rất là nhiều người đã cách này cách khác lo lắng giúp đỡ, hướng dẫn để các chị em có thể bước được những cái bước tốt lành như ngày hôm nay. Mà đặc biệt có lẽ chúng ta cũng phải nói rằng nếu để có được những chị em này có thể gieo bước được là nhờ từ những cái cố gắng gieo mầm, nuôi dưỡng, chăm sóc và biết bao nhiêu hy sinh cố gắng từ trong gia đình, từ những bậc phụ huynh, ông bà cố và cả những người đã âm thầm hy sinh để dẫn bước nâng đỡ các chị em có được những điều tốt đẹp ngày hôm nay. Chúng ta nhớ đến không chỉ biết ơn mà còn thấy được cái tầm quan trọng của các chị em đó, của các cộng đoàn nâng đỡ cho các chị em này được kết quả tốt đẹp ngày hôm nay. Cho nên cùng với tất cả những tâm tình tri ân và
mừng chúc các tâm tối sinh ngày hôm nay, thiết nghĩ các chị em cảm thấy một cái trách nhiệm của mình trong việc tạ ơn Thiên Chúa và cũng tri ân hội thánh, hội dòng cũng như tất cả mọi người. Lúc nãy tôi nhìn thấy hai chị đại diện cho hội dòng, đại diện cho những chị em cũng xin mang cái bình hoa tri ân lên. Tôi thấy mà chị Tổng nói dài chút nữa thì chắc là hai chị sẽ xỉu, bởi vì thấy nặng nề và thấy cứ trở bộ hoài. Cái điều đó nó gợi lên cho chúng tôi sẽ thực sự cái tâm tình và cái trách nhiệm của các chị rất lớn. Cái điều vinh dự mà hôm nay các chị đã được hưởng nó nhờ phòng âm của Chúa, của giáo hội, của hội dòng, của bao nhiêu người đó. Nhưng mà nó mở ra và gợi lên cái trách nhiệm của các chị em gặp nhiều. Bởi vì những cái ân sủng và bao nhiêu ân tình của Chúa cũng như của mọi người dành cho các chị đó, không chỉ để riêng cho các chị mà nhằm giúp trước hết để các chị nên thánh, và để trên hành trình sống đời thánh hiến đó các chị cũng góp phần để sống không còn phải cho chính mình nữa, hay cho riêng gia đình, hay cho riêng một ai đó, mà là cho Chúa, cho giáo hội, cho các linh hồn, cho những đối tượng mở rộng ra, nó xứng hợp với tình yêu và ân sủng của Chúa, với niềm kỳ vọng của Ngài. Vì thế xin chúc mừng cùng với lời chúc mừng các chị. Đối với các chị, tôi cũng xin cầu chúc và nguyện cầu cho các chị luôn sống trong hồng ân đó với tất cả tâm tình yêu thương biết ơn của mình, để cũng sống trách nhiệm của mình một cách tốt đẹp hơn, dùng mọi ân sủng Chúa ban, dùng mọi điều kiện mà Chúa dành cho mình để sống cuộc đời thánh hiến một cách tốt đẹp nhất. Và chắc đó cũng là một gánh nặng, chắc nặng hơn cái bình hoa này rất nhiều, cho nên cần ơn Chúa, cần lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của mọi người chúng ta nhiều lắm. Cho nên xin mọi người cũng tiếp tục đồng hành, nâng đỡ, yêu thương tất cả những tâm thấm sinh mà chúng ta vui mừng, cầu nguyện và cầu chúc cho hôm nay. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúng con chân thành tri ân Đức Cha. Sau bài hát kết lễ, chúng con mời Đức Cha và quý cha ghi lại với hội dòng chúng con những tấm hình lưu niệm. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa đã soi sáng cho các chị em biết thiết tha mong mỏi sống trọn lành. Xin Người làm cho các chị em được bền chí kiên tâm để trung thành giữ vững những điều đã tuyên khấn. Các chị em đã chọn con đường hẹp, xin Thiên Chúa giúp các chị em vững bước trên con đường ấy, vừa hoan hỷ theo chân Đức Kitô, vừa cùng nhau gánh vác cuộc đời. Xin Thiên Chúa nhân từ liên kết các chị em thành một gia đình được thánh danh quy tụ, để cộng đoàn các chị em phản ánh tình thương của Đức Kitô. Còn tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.